Music. Thưa các bạn, nhà thơ nổi tiếng người Nga Evgeny Alexandrovich Evtushenko sinh năm 1933 tại thị trấn Jima, vùng Siberia. Qua đời ngày 1 tháng 4 vừa qua tại Mỹ. 16 tuổi, ông bắt đầu sáng tác thơ, cho ra đời hơn 30 tập thơ, 2 tiểu thuyết và một số tập phê bình lý luận văn học. Ông còn là nhà viết kịch, diễn viên và đạo diễn điện ảnh. Nhưng thơ vẫn là đóng góp quan trọng nhất của ông. Ở nước ta, thơ Evtushenko được giới thiệu qua bản dịch của nhiều dịch giả. Người dịch nhiều nhất và có bản dịch đến được với người đọc nhiều nhất là nhà thơ Bằng Việt. Qua cuộc trò chuyện với biên tập viên Anh Thư, nhà thơ Bằng Việt chia sẻ nhiều câu chuyện liên quan đến quan niệm nghệ thuật của nhà thơ Evtushenko. Thưa nhà thơ Bằng Việt ạ, khi dịch thơ của Evtushenko thì ông tìm được cái sự chia sẻ, một cái sự gần gũi như thế nào? Thực ra mà nói thì giữa tôi với nhà thơ Evtushenko đấy là có mối quan hệ rất thâm tình với nhau từ rất nhiều năm rồi. Ông ấy là người rất nhanh nhạy, linh hoạt trong tất cả các cái mối quan hệ cũng như trong những cái suy nghĩ về thơ. Và tôi cảm thấy nó có cái gì đó rất là gần gũi với tôi trong cái cách là muốn thơ có ích cho đời sống và gắn bó với đất nước, với dân tộc của bản thân mình. Tôi gặp Evtushenko lần đầu tiên ở trong một cuộc hội nghị về văn học ở Nga và trong cái hội trường gọi là Nhà Văn hóa Nga. Tôi có nói với ông là tôi có đọc thơ của anh và tôi rất bất ngờ là anh là người rất thích cái sự sáng rõ và giản dị của thơ phương Đông, nhất là thơ đường. Thì anh có thể giải thích vì sao lại như thế không? Thì Evtushenko nói tôi rằng là tôi rất thích thơ đường bởi vì thơ đường là một cái thơ mới nhìn thì tưởng là rất mộc, nhưng mà đọc kỹ thì thấy rất là tinh, nó rất là sáng sủa, dễ hiểu, nhưng thực ra nó lại rất là sâu xa và rất là hàm xúc. Thì đấy cũng là tiêu chí thơ mà tôi muốn đạt tới trong sáng tác của mình. Nếu anh đến hồ Baikal thì anh thấy là cái hồ nó sâu hàng nghìn mét, nhưng mà có thể nhìn thấy từng viên đá cuội dưới đáy. Thế thì cái sâu sắc của thơ chính là như thế. Còn nếu mà cái thơ mà không sâu sắc thì nó chỉ là một cái vũng, nói nôm na như kiểu một cái vũng trâu đầm ở ngay trên đường đi thôi. Sâu độ khoảng nửa mét thôi nhưng mà ta cũng không nhìn thấy đáy vì nó là vũng nước đục. Thế thì Evtushenko muốn tôn thờ tính trong sáng, trong trẻo và nhìn đến tận đáy của thơ. Và chính vì thế cho nên là cái phấn đấu của ông trong thơ là một cái sự phấn đấu có thể nói là rất gian lao, rất miệt mài nhưng mà rất là sáng rõ và làm ta hiểu được cái phẩm chất con người Evtushenko. Trước tiên với tư cách một nhà thơ, thứ hai là tư cách một công dân Nga và Xô Viết trong thời kỳ đó, cũng có thể coi như là một công dân của nhân loại nữa, vì ông Evtushenko là ông hơn tôi khoảng chục tuổi. Khi quen biết nhau thì tôi cũng đang còn rất trẻ, thế nhưng mà rất thân nhau. Sau này năm 72 đấy, khi Evtushenko sang Việt Nam đấy, chúng tôi là lại đi với nhau một quãng đường dài, là tôi dẫn cho anh đi thăm các vùng tuyến lửa khu 4 vào đến tận Quảng Bình. Trở về nước thì ông có viết một cái tập thơ rất cảm động về Việt Nam, tên là Con đường số 1, với ý nghĩa là con đường Việt Nam đang đi đấy, cũng là con đường duy nhất lựa chọn để đi tới độc lập và tự do. Theo ông thì phong cách thơ của Evtushenko có cái riêng, cái điều đặc biệt như thế nào? Tôi tìm thấy được Evtushenko rất nhiều điều. Khi ông làm thơ chính luận, làm thơ chính trị, xã hội đấy, thì rất nhiều điều tâm đắc. Và tôi cũng là người rất thích làm thơ chính luận theo kiểu như thế. Cho nên là với những cái suy nghĩ của hai người cũng đôi khi có tương đồng nhau. Trên cái sự truyền đạt khi chuyển ngữ sang tiếng Việt nó cũng có cái thuận lợi. Cái thứ hai nữa là chúng tôi tuy cách nhau đến 10 tuổi nhưng mà cách nhìn, cách suy nghĩ vào xã hội, vào con người và nói chung những chuyện nhân tình thế thái, thế sự ở đời này đấy, từ Đông sang Tây nó cũng gặp nhau rất nhiều điểm. Tôi nghĩ là trên cái sợ là gặp nhau như thế về tình cảm, về những suy nghĩ, về xã hội, về con người thì trong thơ nó cũng có những cái điểm gặp gỡ nhau. Và vì thế khi bắt tay vào dịch một bài thơ của Evtushenko ra tiếng Việt thì tôi cũng không bị ngỡ ngàng. Chỉ cần đọc thoáng qua thì tôi cũng đã hiểu được điều mà ông ấy muốn nói là cái gì. Và tôi cũng cảm thấy là trong thâm tâm mình cũng có những suy nghĩ tương tự như vậy. Và vì thế cho nên tìm cái lời để dịch, tìm cái lời để chuyển ngữ sang tiếng Việt nó cũng dễ dàng hơn, thuận lợi hơn. Thì tôi nghĩ là đấy cũng là một kinh nghiệm đối với người dịch đã đành. Nhưng mà có thể cũng lại là một cái khôn ngoan của người dịch nữa. Chọn được những cái đối tượng và những cái bài thơ nào phù hợp được với cái tạng của mình thì mới có thể dịch được thành công. Còn nếu không là nhiều khi mình
cứ vất vả nâng lên đặt xuống cái bút mãi mà có khi cũng không tìm ra câu chữ để chuyển ngữ cho nó thành công. Vâng ạ, thưa nhà thơ Bằng Việt ạ, nếu như hỏi nhà thơ Bằng Việt rằng là bài thơ nào của Evtushenko mà ông chợt nhớ trong cái khoảnh khắc này thì ông sẽ nhớ đến bài thơ nào? Nói như thế thì cũng rất là khó vì tôi cũng dịch rất nhiều thơ Evtushenko, nhưng mà cũng có một bài mà tôi cũng luôn luôn cứ hay nghĩ đến ở cái tính nhân văn sâu sắc của nó, là cái bài là Chẳng có ai tẻ nhạt mãi trên đời. Mà cái bài đó tôi cũng đã dịch, có lẽ là cũng được rất nhiều người ưa thích, bởi vì cái bài đó nó cũng nói được một điều là bất kể một con người nào đó là ai ở trong thế giới này đấy, dù là con người rất tầm thường, rất bình thường, vô danh chẳng nữa, nhưng thực ra sự xuất hiện của họ, sự ra đi của họ đối với thế giới cũng vẫn có ý nghĩa. Họ cũng vẫn là một nhân tố đậm đà như một cái chất muối trong lòng biển cả, chứ không phải là một con người vô danh mà không để lại dấu ấn gì trong xã hội. Bất ngờ có một lần tôi đang ngồi trong một cái quán ăn buổi trưa thì có một người phụ nữ tôi không hề quen biết, khoảng độ 40 tuổi. Qua sự giới thiệu của bạn bè trong cái quán đó thì là chị đến bắt tay tôi và tự giới thiệu là một người từ trong Nha Trang ra, hôm ấy đến Hà Nội. Và chị nói với tôi là tôi phải gặp anh ngay, là vì tôi là một trong những người rất yêu thích thơ dịch của anh, nhất là thơ Evtushenko. Và cái bài, chính là cái bài tôi vừa nói là Chẳng có ai tẻ nhạt mãi trên đời, là một bài đã cứu tôi thoát khỏi cái nỗi buồn là có lúc tôi đã muốn tự tử, chết đi để cảm thấy là mình sống chẳng để làm gì cả. Mình là một người vô tích sự, mình là một người rất tẻ nhạt. Nhưng sau khi tôi lại được đọc cái bài thơ đó, thì tôi đã nghĩ lại, tôi nghĩ rằng là chẳng lẽ mình lại sống trên đời để trở thành một cái vật vô tích sự như thế. Và tôi lại phấn đấu để trở thành một người có ích và một người có thể đem lại được những niềm vui cho gia đình, cho bạn bè, những người thân của mình. Và sau đó là có thể đem lại niềm vui cho xã hội. Chính vì thế hôm ấy là chị đến là để bắt tay tôi nói cái điều ấy ra và để cảm ơn tôi đã có bài thơ dịch mà chị tâm đắc, chính là bài Chẳng có ai tẻ nhạt mãi trên đời của Evtushenko. Kỷ niệm rất là ý nghĩa. Xin cảm ơn nhà thơ Bằng Việt với những câu chuyện gần gũi về nhà thơ Evtushenko. Trong câu chuyện vừa rồi, nhà thơ Bằng Việt nhắc tới một kỷ niệm khó quên gắn với bản dịch bài thơ Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời của nhà thơ Evtushenko. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Đình San sẽ gửi tới các bạn bài thơ này. Chẳng có ai tẻ nhạt mãi trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử. Mỗi số phận rất riêng dù rất nhỏ. Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu. Dẫu anh sống chỉ một đời lặng lẽ, quen với cái lặng thinh không tô vẽ cho mình, thì lại chính cái lặng thinh nhường ấy biến anh thành đáng nhớ với xung quanh. Mỗi người chứa một nội tâm tiềm ẩn, phút cao hứng thiêng liêng, phút hạnh phúc tuyệt vời, cả phút đau thương, kinh hoàng không xóa nổi. Một thế giới kín thầm, đâu phát lộ cho ai. Cho đến khi con người ấy chết đi, thì cũng chết theo luôn sắc tuyết đầu lóng lánh. Những khám phá trong đời, cái hôn, trận đánh, cùng xóa hết theo anh, không sót lại gì. Dù quyển sách đã in, dù cái cầu đã dựng, những máy móc đã làm, những bức vẽ đã treo, đồ vật có thể còn, vẫn còn gì hơn thế? Mỗi người sẽ có gì sẽ vĩnh viễn mang theo. Quy luật thiên nhiên thẳng thừng khắc nghiệt, mỗi con người ra đi, một thế giới mất đi. Ta hay nhớ bề ngoài từng đặc điểm trần gian, xương thịt. Nhưng thực chất sâu xa, ta nắm bắt được gì? Cho đến anh em, ruột thịt, bạn bè, đến cả cha mẹ mình, cả người yêu duy nhất. Chúng ta tưởng biết kỹ càng, sâu sắc, nhưng thử hỏi thực tình, ta đã biết gì đâu? Những con người ra đi, không thể gì tái tạo. Những vũ trụ riêng tư không lặp lại bao giờ. Tôi cứ muốn kêu lên, kêu to lên điều ấy,
trước đời người đều đặn tựa thoi đưa. Cảm nhận sâu sắc mối liên hệ giữa đương đại và lịch sử, giữa con người với xã hội, Evtushenko đề cao con người cá nhân gắn với những giá trị nhân văn. Ở bài thơ Trên Cầu, ông kể câu chuyện về một người đàn ông và một người đàn bà lặng im, đứng bên nhau, không hề vụ lợi, không hề bị bà vật chất vây quanh kìm hãm. Và ông kết luận, anh cầu mong hai chúng mình giống họ, biết yêu nhau, cao tít tắp trên cầu, được khắc họa bóng mình vào ánh sáng, trải đời mình trong sóng nước dài lâu. Đứng trên hết, phù hoa và giả dối, mãi thiêng liêng như bản chất cây cầu. Người đàn ông và người đàn bà với chiếc cầu sông sen mơ ngủ, chiếc cầu đứng trên mọi điều chen chúc, đứng trên những đốm lửa phù hoa. Ở diễn đàn nào ai đang đọc diễn văn, ở đâu nữa đang đổi thay chính phủ, nhưng hai người ở đây cần nhiều chi lắm nữa, họ chỉ như sông sen thả gợn sóng mơ hồ. Họ đứng đó suốt đêm, không nói một lời, cũng không cả hôn nhau, áo mưa dầm thấm ướt, như hai tặng vật mỏng manh thuần khiết, món quà bọc ni lông do tạo vật sinh ra. Họ đứng bên nhau, không vụ lợi, không nhà, không hám mọi tiện nghi, làm con người xuẩn ngốc. Anh cầu mong hai chúng mình giống họ, biết yêu nhau, cao tít tắp trên cầu, được khắc họa bóng mình vào ánh sáng, trải đời mình trong sóng nước dài lâu. Đứng trên hết phù hoa và giả dối, mãi thiêng liêng như bản chất cây cầu. Các bạn vừa nghe bài thơ Trên Cầu của nhà thơ Evtushenko, bản dịch của nhà thơ Bằng Việt, qua diễn xuất nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Đình San. Vừa trẻ trung hiện đại, vừa có nét trầm tư của người từng trải suy ngẫm nhiều về triết lý nhân sinh. Đối với Evtushenko, mỗi bài thơ như một tình tiết, một mẩu chuyện, trong đó nhân vật trữ tình vừa tự khẳng định, vừa tự soi chiếu, thậm chí phê phán mình, đánh giá mọi trải nghiệm trong mối quan hệ với thế giới, với công việc sáng tạo của bản thân. Mời các bạn nghe bài thơ Yên Lặng của nhà thơ Evtushenko, bản dịch của nhà thơ Bằng Việt, qua giọng đọc nghệ sĩ Ngọc Thọ. Anh và em cổ xưa như biển cả, biển dịu dàng ru ngủ vỗ về ta. Anh và em cổ xưa như nỗi khổ, từ ngàn đời ta muốn tránh cho xa. Em yêu ơi, ta mệt rồi có phải, những con tàu trắng kia không đến đón chúng mình. Ta chỉ đón lớp lớp chiều ập đến, để ngã vào tình biển lớn mông mênh. Cái vực thẳm đại dương mọi điều như hiểu hết, với chúng mình chẳng bắt nạt gì nhau. Hãy yên tĩnh, nếu không còn cách khác, nếu không còn biết cách chạy đi đâu.
Anh hít thở tóc em đẫm sóng chiều xa ngái, như hít thở mùi hương một xứ lạ xa mình. Anh sung sướng vì anh không vĩ đại, và vì em không sắt đá cùng anh.